hai con giáp em đây cầm tình quý mùi, cầm tay anh đón năm nay duyên nợ đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vương số lắm con, muốn cho vương tròn cho anh môi giới mối mai đưa đường. Trời ơi, sao kỳ cục vậy trời, quá dị vậy trời. Cuối năm à, tới xem ồ xem ạt à, năn nỉ khóc lóc gian sinh. Vậy mà mới nhảy qua đầu năm một cái thôi, thiên hạ trốn đâu hết sạch à, không thấy móng nào hết trơn à. Từ sáng sớm với tên mơ tới giờ, không thấy một cái bóng ma nào xẹt qua đầu ngõ, chứ đừng nói mở hàng xem bói à. Mà mình nhớ làm đủ kiểu rồi mà sao, nào là đập lưu nè, à đập chén nè, rồi đốt phăm lâm nè, muốn cháy nhà luôn á. Vậy mà vẫn ế là sao trời. Buồn quá ơi âm bên ơi. Ơi cô hồn ơi. Ơi thiên địa ơi. Này này âm bên sao về đây giúp em lơ tình. Cho nhiều môi tốt lên đầu vô để em hốt tiền đồ. Rồi thì em đây mua đồ ngon cũng cho ai liền. Còn không mau giúp điên lên thì em bó đói. Chẳng khói cũng không đèn ngang, không biết điều thì khỏi ăn nhiều. Nghe chưa? Thử coi ai đói cho biết à. Có phải căn nhà này không ta? Sao có bà này bà ở cái chỗ gì mà hiểm trở thế ớn lạnh vậy trời? Đường đi vào đây cứ như là mê cung vậy. Đi lòng vòng qua 7-8 cái cầu khỉ, chống mặt chết già luôn. Trời đất ơi, Tết nhất gì đâu mà nhà cửa âm u đầy ám khí vậy rồi. Ủa sao mình giống tam tạng lọt vào động bàn tơ quá vậy ta? Đó. Chết tôi rồi, trời ơi, chết tôi, giống quỷ quá. Cái gì? Cái gì quỷ? Ê, cha kia, ở đâu ra mà vào nhà người ta rồi rình rình mò mò, cứ như là trộm cướp vậy hả? Trời ơi, đừng có thấy tôi thân cô thế cô mà tính đến đây hiếp đáp bà nha. Lầm rồi nha cưng. Không dám hiếp bà đâu, nhìn bà tôi điếng hồn mất vía luôn à. Vậy cho tới đây làm gì? Ai mời? Ai sai? Ai biểu vậy hả? Không biết nữa. Tự nhiên tôi đi ngoài lỗ cái kia kìa, bỗng nhiên tôi thấy có một cái bóng khi mờ khi tỏ lướt trước mặt tôi. Bóng người? Ờ, mà bóng còn nói nữa. Rồi có nói gì nữa không? Hãy theo ta được gặp quái nhân. Mà hãy sẽ gặp quái nhân giúp đỡ. Rồi tự nhiên tôi đến đây gặp cô. Cái thằng cha này sao mà môi mép dễ sợ luôn à. Nó lại mang cái kính đen, mặt nó trông gian xảo. À, hay là nó tính gài bẫy gì mình đây. Mình phải cảnh giác, mình phải đề phòng mới được. Ôi, quỷ dân ơi. Như vậy, gì vậy? Làm gì mà lèm bèm, làm với ai nhập bài á? Ai nhập tôi? Tôi nhập người ta thôi chứ ai nhập tôi cha. Ừ sao nói làm nhầm vậy? Ê cha kia, nói cho mà nghe nghe. Tôi á tuy là đàn bà con gái, nhưng phải là cái thứ nhẹ dạ cả tin nghe chưa. Đừng có đem ba cái chuyện nhảm nhí mê tín dị đoan đến đây mà lừa tôi nghe. Đi liền à, đi ngay à. Không đi tôi lấy chỗ chà, tôi chà trong mặt, tôi chà trên người, tôi chà trong cái họng không nghe chưa. Quý nhân ơi, sao mà quý nhân hàm hồ hung tợn quá vậy hả quý nhân? Xin người hãy cứu rỗi linh hồn này. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mình là linh hồn vậy? Ông mới có nước là cô hồn mới thì có à. Tính quấy nhiễu tôi phải không? Để tôi lấy ba cây nhang tôi cho chọt ở trong họng rồi khỏi bố láo bố léo với tôi nghe. Khoan, cô ba ơi. Cô ba à, cô ba ơi. Vậy?
lòng nào cô nỡ vô tình sao. Tôi tìm cô đã lâu rồi cô có biết, chỉ có cô mới giúp tôi được việc này. Tôi đây sắp lập gia đình mà thiệt tình không biết nhờ ai. Nghe quý danh mới lết vô đây tìm cô. Trời ghê không? Hát nghe ớn rồi nổi gì gà hết trơn à. Quý danh gì cha nội? Ông ở đâu ông vô đây hả? Cô Ba Lệ Tình ơi, đừng làm khó nữa mà. Tôi ở tuốt trên thành phố xuống lận đó. Trời ơi, âm binh lên thiệt nha. Âm binh cũng biết sợ đói nha. Mới hù có một cái là xô đầu cái thằng cha này vô đây cho mình cắt cổ rồi. Tôi đang ế nha. Mằng này vô rồi mày tới số luôn rồi con. Tao nhìn cái mặt mày là tao dị ứng từ nãy giờ rồi. Cái cặp mỏ mày nhọn nhọn là tao khó chịu lắm mà. Kỳ này tao cho mày sạch xanh xanh luôn nha con. Ủa cô Ba nói gì vậy? À không nói gì, nó phong long chơi vậy đó. Lâu lâu vậy đó tưởng bị khùng không à. Ủa mà sao mình nổi danh dữ dội vậy? Sao tận thành phố mà cũng biết tiếng mình dữ vậy ta? Đúng rồi, cô nổi danh lắm. Tôi là người chạy lẹ trước đó, chứ vài ngày nữa cả thành phố ùn xuống đây tranh nhau, tranh sao nổi. Ha, mong cô Ba giúp đỡ giùm tôi nha. Mà nè, làm giống gì mà đeo cái kính đen nhìn ớn quá à. Tôi bị đau mắt. Nếu cô Ba không sợ tôi mở ra cho nó thoáng nha. Được rồi, cứ đeo vậy đi, khỏi mở ha. Đầu năm đầu tháng mà đỏ con mắt bên trái, nhậm con mắt bên phải, hai con mắt đều đỏ, mệt lắm à. Mắt công người ta tưởng cô Ba nhìn bậy nhìn bạ, người ta đánh giá cô Ba là sao à. Mà cô Ba còn phải giúp cho bá Tánh nữa à ha. Nhưng biết không, dạo này bá Tánh cũng dễ sợ lắm nha, nên cô Ba phải cảnh giác một chút, sợ bị bá Tánh bắn đứng đó. Thôi bây giờ đi theo cô Ba liền tay đây. Ủa cô Ba rủ tôi đi đâu vậy? Thì đi lên chùa chứ đi đâu. Chùa chi? Thì đặng người ta khỏi dòm khỏi ngó. Chứ đây người ta nhìn tôi khó chịu lắm mà. Rồi tôi không bằng ăn gì được hết trơn à. Đi liền. Mời cô Ba đi trước. Rồi tới rồi. Làm gì mặt ngơ ngác vậy? Bộ lần đầu tiên đi chùa sao mặt ngu với ông? Mô Phật. Vậy? Lên chùa đừng nói ngu. Chứ nói vậy? Nói gì cũng được hết á. Vậy nói dốt được không? Tôi muốn nói gì bà nói bà ơi, mệt quá. Tôi mệt thiệt á. Tôi mệt bà quá. Thiệt, tôi cũng mệt ông lắm à. Nè, làm ơn là đặt tiền quẻ đi nè. Bây giờ đặt xong rồi á, thì hãy đặt hết niềm tin vào sắc đẹp của cô Ba. Ý quên, đặt niềm tin vào cô Ba thôi. Và hãy bày tỏ cho cô biết là gia chủ đây muốn xem cái giống gì. Tiền quẻ nè, đủ không? Đây, được rồi. Dạ, thưa cô Ba, em xem tình duyên á. Tình duyên phải không? Nè. Sao tự tin quá vậy? Già quá, còn tình duyên nổi gì nữa? Bộ già không biết ăn cơm hả? Trời ơi, chưa chắc mấy nhỏ ăn cơm lợi tôi à. Làm gì dữ vậy? Bộ không có tình cảm được sao? Được. Nói nghe nè. Vậy? Có tình duyên thì khó lắm với những cái người mà lứa già như ông vậy đó. Làm ơn chung thêm miếng tiền quẻ nữa mới coi được. Như kỳ trời, làm tiền trắng trợn hả? Ai làm tiền trắng trợn nữa, coi khó, coi không được thì xin thêm vậy thôi. Thôi, nói nhiều quá, đây rồi đó, quay đi. Được rồi, tình yêu phải không? Mà có được không? Được, trời ơi, tình cảm là sở trường của ba mà. Tại thấy già rồi nên cô coi cô thấy hơi mệt một chút. Rồi bóc đi, đừng cười nữa. Thôi bắt bắt cỡ lắm không bóc đâu. Thì bóc đi. Bắt cỡ lắm không dám bóc đâu. Thì sao tự nhiên không bóc? Bóc cô Ba bắt cỡ đó. Sao chứ vô duyên. Trời ơi mô Phật phạm thượng. Trời ơi, tính bóc bậy bạ hả? Cô Ba bóc. Gọi tay bây giờ. Cô Ba biểu tôi bóc, đâu biết bóc cái gì đâu. Tôi có tưởng bóc. Bóc, tôi bóc cái đầu ông á. Nước mắt á chà. Mệt quá. Cái gì vậy?
Mới mở hàng coi cho con cha này xong mệt thiệt vậy đó. Cái gì trong hộp này vậy? Thì tò tay vô rồi bóc ra rồi biết chứ cái gì đâu. Ôi không dám đâu. Lỡ rắn trùng vô nó cắn con chết rồi. Sôi máu bọt à. Đàn ông gì mà tao nói nhát dữ gì trời. Rắn đâu mà rắn. Ở trong đó là một đống cái thăm đó. Mỗi lá thăm là một con số. Bóc đi cha. Trời tao mệt quá à. Trời ơi mệt quá. Cái kỳ trời. Đi coi bói mà làm giống sổ số quá vậy trời. Cô bài. Vậy sao cô không bói bằng bài hay là coi chỉ tay á? Trời ơi, xem bói bằng bài hay chỉ tay là xưa rồi. Vừa mê tín mà vừa dị đoan. Lại không có khoa học chút xíu nào trơn à. Sao tôi mệt quá. Mệt quá. Cô bói cho cha này sao tôi mệt quá. Vậy chắc cô coi bằng cái kiểu gì kỳ á? Hỏi nhiều quá bóc đưa đây đi. Dạ. Dạ đây à. Này thằng ra còn mấy, còn mấy thằng ra mấy gì đây là cơ ra con mấy nào ra con bốn ba là con bốn ba. Ủa sao không kêu lô tô quá vậy trời? Vô duyên lô tô gì trời, nghe nè, cái duyên số của cha là nó trùng với cái duyên số của con bốn ba, biết không? À làm mất hứng à. Xin lỗi cô ba nha. Sao mệt quá à. Ủa, la hoài à? Coi bói mà đau cái đầu nhất cái bụng quá à. Chờ chút nha, để nhập vô lại. Mỗi lần tôi bật ông tôi chửi là cái tôi đi ra lại rồi, bây giờ tôi phải nhập vô lại nè. Chờ một chút để ta nhập với lễ tình thiên co rồi ta luận tội cho ý quên luận duyên số cho hai ba khắc nhập, khắc nhập khắc xuất này con ơi. Ủa nhập chưa? Hai ba khắc xuất. Ừa nhập rồi. Trời ơi hỏi hoài mệt quá. Mệt quá cha nội ơi. Ủa nhập gì nhanh dữ vậy, không có visa thì nhập lẹ quá. Du duyên. Thời buổi giờ là cái thời buổi gì cha biết không cha? Thời buổi điện tử hiện đại rồi nghe chưa? Nói nhập là phải nhập liền, mà nói xuất là phải xuất liền. Ở đó mà múa cà rên cho bị bắt cả lũ hả cha? Bi biết rồi, cô ba tài quá ha. Khắc nhập. Đây rồi. Đúng rồi. Phải rồi. Rồi cái gì? Rồi con chim đa đa ngần ngơ đứng trong về chốn xa. Còn ấm gian câu ca nghe em bước đi theo chồng. Lời ru nghe mênh mông nghe đưa tiếng em rời bên sông. Nhìn mây trôi mênh mông nơi quê chồng em còn buồn thương. Thời gian trôi qua mau nhiều khi ngỡ như là giấc mơ. Đời không như trong mơ, tình yêu có mấy ai đâu ngờ. Thà như mây lang thang, nhờ cơn gió mang về chốn xa. Đừng như chim đa đa, sao vô tình cho buồn người ta. Số 43 là vậy đó, tình duyên của ông là vậy đó. Trời ơi, tự nhiên cái là cái tập bài hát là cái hát con chàng dài. Hát dễ hát không được. Thôi tôi không tin đâu. Cái kiểu này là tự tôi coi không được, chứ cần chi nó tiên cô lễ tình. Ông hay quá ha. Ông giỏi quá ha. Bộ nghe xong gì là thôi đó hả? Mà nghe có hiểu không? Làm như tôi ngu lắm vậy đó. Cái bài hát đó con nít nó cũng hiểu rồi, đừng nói tôi. Có cái kiểu gì quái đản cái trời. Ông giỏi quá ha. Tôi nói cho ông biết nha, chưa có ai mà coi bói hiện đại bằng tôi à. Đây là một cái mốt gieo quẻ mới nhất, modern nhất đó. Ông không chịu hỏng tin thì thôi. Ông đây đây. Trời ơi bực mình quá à. Trời ơi coi bói mà sao tôi nổi nóng hoài là sao trời. Cô ba đừng giận mà.
Thiệt tình là tôi chưa thấy ai gieo quẻ cái kiểu mà bói nhạc như vậy cả. Nên tôi ngờ ngợ vậy thôi chứ có gì đâu. Nghi ngờ chứ gì. Nhớ kỹ lại đi. Chuyện tình duyên của ông nó lận đận, nó trưng chiên, du duyên nó lãng xẹt lắm phải không? Khi thì tại con chim đa đa, khi thì tại một lời nói bâng quơ, vô lý, đúng không? Ôi đúng quá trời quá đất. Tiên cô đây rồi. Tiên cô xem giùm một quẻ nữa đi tiên cô. Em muốn biết cái cuộc duyên nợ của em nó ra làm sao? Xem nữa phải không? Dạ. Bóc nữa đi rồi đưa đây. Bóc nữa hả? Ừ. Rồi đây. 82 à? Biểu đưa đây mà. Ai biểu đọc đâu. Xin lanh chanh lắc chắc quá à. Ê cha 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 cha. Ủa cha kia cha tự nhiên cha lấy cái cuốn sách tôi làm gì vậy trời. Trời ơi chạy đây. Số 82. Số 82 là còn khóc chi em. Thôi buồn chi em. Dù có thương đau mình cũng xa rồi. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai nơi. Vui buồn ai biết trong đời. Đừng khóc em, xin hiểu cho anh. Tình trái ngang đây, tình lỡ duyên tình. Thì thôi em quên anh quên, chuyện xưa cho anh cho em. Để kỷ niệm vui thơ tháng ngày. 82, 82, 82. Cha cho điên cha khùng. Cha rảnh quá à. Giật cuốn sổ rồi hát ngon ơi vậy đó hả? Thì cô Tiên hát tôi cũng phải hát chứ. Tôi cô Tiên hát cũng vậy, tôi hát cũng vậy thôi à. Không chừng tôi hát còn hay hơn cô Tiên nữa. Mày chết. Cô Tiên vật cho mày chết tươi liền. Gì kỳ vậy? Mày có biết Tiên là ghiền hát, Tiên thèm hát, Tiên đòi hát không? Mày dám hát dành hát giật với Tiên hả? Cái thằng quỷ môi dài kia. Trời ơi gì hung dữ dữ vậy bà Tiên. Tôi lỡ hát con bài làm gì vậy? Mà hình như Tiên cô chưa biết tôi là ai sao? Mày là ai thì kìa cha kìa tía mày cho mày nói ta làm cái gì? Trời tiên thần gì hổn dữ vậy trời. Xin lỗi nhìn kỹ đi à. Ta là thầy bói thứ thiệt ở thành phố xuống đây. Bà Tiên quê mùa kia biết không? Vậy thầy bói. Nghe đồn là Tiên có hay lắm, ai về cũng thường thôi. Thôi đi cha. Cha này xạo quá à. Tự nhiên cái tự xưng mình là thầy bói à. Không tin phải không? Tiên cô không tin phải không? Nói cho Tiên cô biết nghe. Cái kiểu bói nhạc bói thơ của Tiên cô đó. Trời đất ơi. Cái vụ này ta coi lâu lắm rồi, cũ rồi, lỗi thời rồi. Trời xí trời. Chảnh hả? Ngoan quá ha. Mày làm được không mà mày chảnh dữ mày. Đây. Để cho bà tâm phục khẩu phục ra. Ta chẳng cần cô Tiên bốc hốt dễ đang đợi. Ta sẽ coi cô Tiên một quẻ để đợi nè. Đã đây rồi. Gì cha? Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả về ta. Hoàng hôn đến đâu đây màu tím răng trong lòng ta. Muốn không gian đừng tàn, nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước ao sao tàu đừng đi. Xe lăn trong tim khuất xa rồi biến đầu tìm. Mưa đủ bay bay sát xe lòng dài mềm. Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng trông theo một bóng người. Mất hồn chưa? Bất tỉnh chưa Tiên cô? Trời khóc mà ca không nổi luôn á.
nghe ngào quá à. Sư phụ ơi, quả con là kẻ mù kẻ điếc, xin thầy cho biết người ấy giờ đã sao, chàng ở nơi đâu, sống chết thế nào. Ôi nghe bà cụ mà tuôn tràn lệ thầm. Mà lòng ta đau đớn, hãy khóc đi khóc đi, đừng ngại ngùng đúng không. Ta cũng chẳng giấu gì người, người mà cô ba đưa tiễn ngày xưa hiện giờ vẫn mạnh khỏe và vẫn còn yêu cô ba nhiều lắm. Còn khỏe hả? Ờ. Chẳng mong gì, chỉ mong anh ấy khỏe như voi và ăn như trâu là được rồi. Trời ơi! Khóc hoài á. Ủa mà kỳ nha, cái bài này trong tuyển tập nhạc mình đâu có đâu ta. Bài này mình để ở trong con tim mình mà. Tại sao? Ê, anh cha kia, tại sao không biết bài đó? Trong tập này làm gì có bài đó? Ông là ai? Ông nói ngay đi. Ai là ông? Tôi là bà ơi, gót chân tôi thì dẫm nát những nẻo đường giang nam giang bắc. Đã mấy mùa tuyết lạnh la thu rơi, xuân năm nay qua la heo gầy, có con chim nhỏ lạc bầy le bàn. Vậy thì ông là ai? Sao ông cứ ca hoài? Ông không nói cho tôi biết một câu. Bà không nhận ra tôi sao? Ai vậy? Tôi nè. Hả? Trời ơi, năm trường hận đó sao? Nó đó. Nó đây sao? Ừ. Sao tàn tạ xấu quắc vậy cha? Tại nhớ em. Không, ông không phải là năm trường hận của ngày xưa. Năm trường hận của tôi ngày xưa cái miệng dễ thương lắm, chứ không phải như năm trường hận này đâu. Môi dày mỏ nhọn xấu quắc thấy mà ghê. Tôi đây mà. Ủa bà điên mà mát mà khùng hả? Không nghe nghĩ tôi. Âm Binh ơi, xúi dục chi cho tôi gặp thằng cha này hả Âm Binh ơi? Âm Binh nào xúi dục? Chúng ta tình cờ thôi mà. Trời ơi, tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Lại nhau mắt dương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau mắt tuôn lệ trào, gặp lại nhau mắt tuôn lệ trào. Tôi lại tình ơi, đừng khóc nữa bà. Trời ơi, tôi đau khổ quá. Tôi khóc mà không có ra nổi nước mắt luôn, là tôi đau khổ dữ lắm rồi nè. Vậy khóc chi? Nhưng mà đau khổ mà phải khóc chứ sao giờ. Trường Hận ơi, có hận đấy. Ông về đây làm gì nữa? Ông đã biết chúng ta chỉ gặp nhau khi một người đã chết mà. Ai nói? Thầy bói. Nữa, bà vừa phải thôi nha. Tôi nói cho bà biết nha, tôi thật sự không ngờ bà vẫn còn ngu muội đến như vậy. Bà vẫn tin lời thầy bói nữa sao? Cũng với câu phán lãng giang ấy mà tôi với bà mới trông nổi thế này nè. Làm như ông hay lắm, làm như ông ngoan lắm. Hồi đó thằng nào đi coi bói chung với tôi, nghe thầy bói phán xong câu chạy muốn xúc dép luôn à. Thằng nào? Đó là chuyện ngày xưa, cái thổi chúng ta còn khờ dại. Và tôi đã phải ân hận vì bỏ mất một cuộc tình trong sáng thơ ngây. Tôi đã phải ăn năn ngần ấy năm dài. Còn bà, bà thì sao? Chẳng những không tỉnh ra mà còn nhào đầu vô làm cái chuyện rồ dãi, chia rẽ tình yêu của người ta bằng cái trò bói làng sống của bà. Phá gì, chia rẽ gì,
Thì ai bóc nhầm bài nào tôi hát bài đó cho đỡ ghiền mà. Ông cũng biết là tôi mê hát mà. Thì cũng có hên có xui cho. Hên xui con khỉ. Hồi nãy tôi mở cái tập làng sống quái của bà ra là toàn là những bài chia ly tan tóc không à. Chẳng có bài nào đẹp đẽ gì hết á. Không có bài nào hạnh phúc hết á. Nào là chia tay trong mưa, hối tiếc, muộn màng khi em ra đi, khóc thầm, yêu lầm, trả nợ tình xa, rồi hình thu vĩnh biệt. Bài nào hên đâu bà nói tôi nghe coi. Tại sao cô làm vậy cô ba lệ tình? Tại sao? Tại sao à? Tại vì tôi muốn trả thù đời. Tôi không có hạnh phúc. Tôi thấy người ta hạnh phúc, tôi ghét. Tôi phải chơi vậy đó. Tôi làm nghề thầy bói. Tôi. Còn bây giờ ông đã có hạnh phúc rồi. Ông có vợ đẹp con xinh rồi. Thì ông đến đây làm cái gì nữa trời ơi. Đến làm gì à? Vì sao tôi đến à? Ủa? Hỏi hoài cha. Lễ tình nữa. Tôi về đây hoài chuyện lo công việc. Mà tôi còn muốn gặp lại người xưa. Gặp chi vậy? Nhưng sự thật tôi quá ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng gì? Ôi lễ tình ơi, lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau. Hai nào giờ em vui bước bên ai, còn tôi lòng vẫn chưa phai, nên mối tình xưa nhiều chua cay. Anh có thương gì kỷ niệm đầu tiên, hai đứa say mong một ngày nên duyên. Đời tôi sương gió lang thang, đời anh lùa gấm cao sang, nên mối tình vô vọng lìa tan. Thôi, hỏi lên như lìa tan nữa. Cô sợ cô quá, cô dễ sợ. Nay này mai thằng kia mốt nọ, kinh dị quá. Ừ. Ai nói với ông là tôi nay này mai thằng kia rồi mốt thằng khác là sao? Bà con chòm sớm nói với ai? Nói hết cho thằng này nghe hết trơn rồi rồi. Hết thằng đàn ông này vô đến, tới thằng ông khác vô. Có đúng không? Hả? Vô làm cái gì? Trời ơi, tôi ghen, ơi. Tôi ghen, ha, mẫu ghen nổi lên rồi. Ông ơi, là khách xem bói không à? Tôi là người cho bộ quỷ hay sao mà làm gì dữ vậy? Có ông mới là người không có chung thủy, mới bỏ tôi đi, vội vã lấy vợ giàu, vợ sang đó. Ai nói với bà tôi lấy vợ giàu sang hồi nào? Ở đâu? Hả? Đâu? Ở trên thành phố trên Sài Gòn á. Ai nói với bà tôi ở thành phố? Vậy chồng ở đâu? Ở dưới cổ cò. Ủa sao tự nhiên không lên ngược trên mà trôi dạt về phía dưới vậy ông? Vì sao á? Vì tôi buồn. Tôi thất tình khi nghe thầy bói nói rằng chúng ta mà yêu nhau là một người phải chết. Nên tôi quyết lòng ra đi. Đi đâu vậy? Đi tu hả? Đi tự tử. Trời ơi, tự tử hả? Trời ơi, trời. Ông tự tử kiểu gì mà giờ còn sống nhăn vậy? Chuyện tôi dài lắm. Ta không thể yêu nhau. Nên tôi quyết chết để cho bà được sống. Bà biết không? Đêm hôm đó trời mưa tầm ta, tôi theo đò ra đến ngã ba sông. Cha, cha ếm hơn chị ca chị cho nó mệt gì cha. Nhìn lúc bình trôi cứ mày xuôi dòng, thôi dính việc cuộc đời đầy đau khổ. Trời, ông ơi, tôi thương ông quá à. Tôi cắm cổ xuống sông, những mong cho đời tôi hết khổ. Nhờ nước mang tôi đi, không buồn chi, chả tiếc gì đâu. Nhờ đâu dòng sông sâu, lại đưa tôi xuống luôn cổ cò. Tôi chèo đò gần 5 năm mới đổi qua cái nghề chăn bò. Đó, nghe lời bói toán mới lận đận vậy đó. Thời gian xa nhau anh nhớ em nhiều lắm. Ừ, hen. Càng xa càng nhớ da diết.
mà có đứa nào chết đâu trời. Đúng rồi. Mà mắc chứng gì tự nhiên ông lại trồi đầu về đây chi vậy? Tôi về là để dự đám cưới của thằng tí cháu tôi. Nhưng không ngờ cô lại nhào vô phán bậy làm bà làm cho tôi chút xíu nữa đó là tan đàn rẽ nghé rồi. Cô nhẫn tâm quá mà ba. Cô nó bậy nó bạ không hại người sao cô ba? Tôi cũng biết kỳ cục, nhưng bây giờ tôi cũng già cả rồi, xấu xí không bói lấy gì ăn. Không lẽ chết đói nhăn răng hay sao? Nhìn ba tội nghiệp quá. Không ấy giờ ba về chăn bò với tôi đi. Tôi cũng còn phòng không, cũng vẫn chiếc bóng vậy đó. Mình cứu vớt nhau đi ba lễ tình. Được không Trường Hận ơi? Bây giờ anh có bò rồi, có trâu rồi, còn em thì không có gì hết trơn à. Em sợ tiếng thị phi của người đời lắm anh ơi. Thị phi bà nội cha tôi, thị phi gì? Già rồi lễ tình ơi. Cái gì già, ai già? Tôi già, cô trẻ được chưa? Về với anh đi em nhé. Thôi, để em hỏi ý kiến một người quan trọng trong cuộc đời tư của em nữa. Ủa, ba má em ngủm hết trơn cái đội rồi còn hỏi ý kiến ai nữa? Còn ai? Tiên cô chứ còn ai nữa. Trời. Thôi đủ rồi, dẹp hết đi bà ơi. Cô đạp bà một cái bây giờ. Tàn đời rồi cô không chịu tẩn nữa hay sao? Anh ơi, hãy nhường nhịn em một lần này nữa đi anh. Để em gieo quẻ bói cuối cùng trong cuộc đời tư của em. Nữa trời ơi. Ôi tiên coi, cả số phận con, tình duyên con đặt trong lần gieo quẻ này, hãy ứng nghiệm cho con. Là con số mấy, con mấy gì ra, là ra con mấy gì đây, mấy mày ra, mấy mày ra, ra liền đi để tao đi lấy chồng. Á trời ơi, con 92, trời ơi con ngựa già. Ủa 92 là bài gì tôi lật cho? Trời ơi, duyên ta lại một lần nữa không trọn rồi Nam Trường Hận ơi. Ủa bà gì mà khóc gì vậy? Đúng rồi, ở đây làm gì có cái bài nào cười được đâu. Số 92 là con ngựa già. Nếu em không lầm thì bài tình đơn phương đó anh. Ai nói? Ai nói làm gì mà có bài 92? À, không phải là bài tình đơn phương đâu. Đây, anh làm gì mà tự nhiên cái xe miếng cơm của tôi vậy? Trời, bài số 92 là bài tình gì ta? Ủa mà tình gì vậy trời? Chắc là tôi quên rồi. Kỳ quá, tình gì ta? Tình cờ. Phải không anh, thiệt không? Thiệt. Tình yêu như tiếng hát bóng cất cánh trong tim tình cờ. Tình yêu như tiếng sét bóng giáng xuống nào ai có ngờ. Phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng thì sanh đôi. Ôi quẻ bói cuối cùng trong đời em là quẻ tốt, thấy chưa? Ai nói với anh trong quyển nhạc này toàn là bài hát chia tay đau khổ đâu, vậy là bài tình cờ từ đâu ra nè? Có trời mới biết được thôi. Anh chỉ biết một điều là... Là sao? Từ giờ trở đi anh không phải chăn bò một mình nữa rồi. Ừ, mọi chuyện xấu đã qua rồi. Anh cho em mượn cái hộp quẹt đi anh. Ê trời ơi, đốt nhà vậy? Không, đốt cái quyển nhạc này như đốt bông lông vậy đó. Vừa đốt đi, đưa cho anh đốt cho. Đốt đi nha, đốt nè. Nàng dê đụng đỉnh đi qua núi, khỉ chàng vội vã đến rừng sung. Tấn beo nghe lòng sao rộn rã, muốn cùng chia sẻ với bà con. Kính thưa bà con cô bác, năm hết Tết đến, Tấn beo xin được kính chúc toàn thể quý bà con đón Tết làm ăn càng khó.
sống khá, chào xuân sức khỏe dạt dào hơn, năm mới có thêm niềm vui mới. Tấn Beo xin kính chúc bà con sang năm mới làm ăn tấn tài, tấn lợi, tấn lộc, tấn bình an. Trời ơi, cái thằng quỷ này năm nào cũng đến sông đất nhà mình. Sao năm nay nó 9 giờ rồi mà nó chưa chịu đến nữa? Hay là nó quên mình rồi? Để kiểm tra lại coi có đầy đủ chưa. Đủ cả rồi. Sao tự nhiên mình thấy làm như nó thiếu cái gì đó ta? À, chắc là thiếu nó đó. Ủa mà kỳ vậy cả. Mọi năm đó mình đâu có mong nó như vậy đâu. Sao năm nay mình chờ, mình đợi nó hoài vậy? Cứ như là đợi vợ đi chợ về không bằng. Chó, ai chọc chó vậy? Gì vậy? Gì đây? Ủa lạ lắm sao mày sủa dữ vậy? Thôi nín đi, quen mà. Thôi mời, mày giỡn hoài tao kêu mày nín nghe. Làm được làm tới ha. Rồi làm đi. Hơi dài, sủa hơi dài ha. Để tao làm cái. Mày mới cho con thôi, gặp tao thì phải nín thôi. Hai sáng ơi, có nhà ôm hai sáng. Tư vào tới. Vô đi ông nội. Nghe thấy ông sủa với chó là biết ông rồi. Linh quá ha. Thôi khỏi đốt nhang, mới dắt là tới liền à. Chạy. Gì vậy? Mặc đồ sốc quá vậy ta. Sao? Bông nào bông nấy bự chảng luôn. Hèn chi con chó nhà tôi đâu sủa ăn sao được. Tôi nhìn tôi còn giật mình luôn, đừng nói chó. Trời, phải mặc vậy chứ. Ngày tư ngày Tết mà. Ra đường phải mặc cho sáng sủa. Cho người ta đi dòm người ta chống mặt chơi. Ừ, phải không anh hai? Ấn tượng lắm mày. Đó. Mày ra đường nổi lắm á. Hèn gì ai cũng nói câu đó. Anh biết không, tôi đi đường á, bà con nhìn tôi không chớp mắt luôn. Phải nhìn thôi. Nhìn. Ê, chết rồi, trời. Gì vậy, gì mày vậy? Mày lo đó, nhìn cái áo của mày mà tao quên mất rồi. Sao? Uống nước gì? Thôi, cảm ơn anh. Gặp anh là tôi vui rồi. Khỏi cần uống gì hết trơn hết trời á. Nghe gì đỡ. À, anh Hai Sang à. Sang đây. Hôm nay tôi đến đây là để chúc Hai Sang năm mới được mọi điều ước mong như một cái sành rồng tứ quý ách đỏ hồng, cả bàn cờ trong tay mặc tình mà chuyển xoay. Ôi cảm ơn quá, cảm ơn nghe. Không có chi. Anh Hai à, bà xã anh đâu anh Hai? Thằng nhóc đâu? À, đi chơi rồi, mẹ con nó diện đồ lên đi cùng sớm vậy đó. Sáng ra là mẹ nó cứ chứ ta chứ tích chống mặt quá trời quá đất. Thằng nhóc thì cứ ba ơi ba à, đợi lì xì mong có chịu đi chơi. Còn bà thì cứ anh ơi, em mặc cái áo này được không, em mặc cái quần này được không, em mặc cái màu xanh được không, em mặc màu đỏ được không, màu tím được không. Mày biết không, tao giả bộ tao nói trời ơi bộ nào cũng đẹp hết á, bộ này đẹp quá đi chứ bà mới chịu đi á. Giả bộ gì anh ơi, bà xã anh đẹp thiệt mà, tôi nhìn nhận luôn á. Nè anh hạnh phúc quá, vợ đẹp, con ngoan, gia đình hòa thuận, thanh thật, chúc mừng. Ủa, vậy chú mày không hạnh phúc sao? Bà xã mày đâu không dẫn theo chơi? Ủa có chuyện gì à? Đâu có chuyện gì đâu, gia đình tôi làm sao có chuyện. Bà xã tôi đi chợ với mấy người bạn rồi. Vậy hả? Trời ơi, gia đình tôi lãng mạn không thua gì gia đình anh đâu. À. Ừ. Nghe đâu đang chờ có bé Bi đó nghe. Vậy hả? Tụi tôi cứ yêu nhau như là chưa yêu lần nào, chưa yêu lần nào. Vậy sao? Cuối cùng trong đám bạn tao với mày đó là thành công nhất ha. Ừ. Hạnh phúc gia đình nhất hay? Chứ sao, tuy chưa giàu có gì mấy, nhưng hạnh phúc thì không ai sánh bằng mình. Được rồi. Tiện hôm nay là ngày đầu năm mới, tao đây xin chúc mày mau phát tài, tiền vô như nước mà không phải làm, cũng chả cần lo vụ lúa năm nay
chúng thật là to. Sinh con khỏe mạnh, để trai thật đẹp, hướng lạc ấm no, ngủ ngái khò khò. Được vậy thì hay quá ha. Còn gì bằng anh hai? Cảm chưa, ơn anh hai. Chưa đâu, chưa hết đâu. Còn đấy nữa nè. Còn gì nữa? Để gò đen thứ thiệt đó nghe. Hôm nay nhất định mày phải ở lại chơi với tao một bữa, cho tới chiều tới tối mới được nghe. Rồi. Nè, có đủ cả hết rồi đó nha. Rồi rồi rồi. Chù đau quá. Trời tao đau quá. Sao rồi? Anh hiểu bạn bè quá vậy. Trời ơi, đúng là bạn thân có khác nha. Ừ. Nào, rót rồi đó nha. Mày đi tao đi nha. Đầu năm mới vô cạn cái chót cho nó đã coi. 1, 2, 3. Vô. Đã quá mày. Trời, nó chạy dữ rồi, chạy quá ha. Đó. Vô, nữa đi. Anh em ta uống cho say, chào mừng xuân sang, cho trôi u buồn xuôi xẻo và bao muộn phiền. Mình ngồi đây khiến tao nhớ hoài thời niên thiếu không phai, nơi đây ta khôn lớn à, à, giờ già bên nhau à ha. Nhớ lại hồi nhỏ vui quá ha, anh hai. Tôi nói đi đâu anh em mình cũng cặp có đôi như hình như bóng vậy đó. Bởi vậy tôi thì đàn giỏi, còn anh thì hát hay. Đi tới đâu rồi thì trời ơi, anh nhớ không, mấy nhỏ nó mê mình chết, mê chết mệt đúng không? Hồi đó ta ca như Thanh Tấn nữa mà. Trời ơi, thôi đi, nổ hoài à. Mỗi lần đó tôi nhớ nhậu chung á, cái mình ca cái bài gì đó, bài hát gì đó anh hai sang. À, bài gì nhớ không, nhớ không? Bây giờ nhớ lại không, làm thử tôi nghe coi. Rồi. Bây giờ tao với mày làm ly nữa đi. Rồi. Rồi vậy tao, mày đàn tao hát. Rồi cho nó có trớn đi. Ờ. 1, 2, 3. Vô. Trời ơi, rượu này phải khè vậy nghe mới đã được. Đã quá. Ê, ê, mày lấy cái đờn cho dắt xuống mày. À, quên nữa. Rồi. Rồi. Cái gì? Tại bữa nay tao ca Phụng Hoàng á. Bài bài cũ phải không? Bài cũ đó. Rồi. Ừ, Quyền Trân công chúa đó. Ca đi. Trời ơi, ca gì mày giao cho nó mùi mùi cho nó coi cái. Làm đi. Ca dây gì vậy? Rạch Giá. Ủa sao hồi đó ca dây xài mà giờ xuống dữ vậy? Trời đất ơi, hồi đó là ca dây Long Xuyên không, bây giờ đổ rồi Rạch Giá xuống đỉnh rồi. Rồi lớn rồi. Nó hơi làm như nó bết. Rồi rồi. Chuẩn bị nha. Đơn đi bị gì. Trời trời trời, ngón tay mày còn độc quá ha. Bị té khỏi mà nè, cạc hết ngón rồi mà còn vậy đó. Đây chung rượu quý, mời khách chung uống cạn. Trời ơi. Mày đã làm nữa mày, tao đâm hơi mày. À quên. Hay cái hơi của anh cai giống Phương Lâm á, kép Phương Lâm trong xã mình quá. Vậy hả? Tao chuyển qua hơi Tấn Tài kìa. Chơi. Để rồi sáng mai này quyền chân yên lòng mà cử hành hôn lễ theo chồng về nơi chim quốc, nơi xứ lạ quê người lòng mẹ nặng trĩu một niềm đau. Ủa sao không đờn nữa vậy? Gì khóc? Trời, tự nhiên khóc à? Bộ ta cay giống Tấn Tài mà nhớ gì mà khóc vậy? Thôi dẹp đi. Trời ơi, gì khóc dữ vậy ông nội? Chưa chia xỉn nữa hả? Xỉn gì đâu xỉn. Hát cái bài này xong nghe buồn chết luôn á. Bây giờ tao ca buồn lắm. Thì thôi bây giờ đổi bài đi. Bài vui đi. Hát bài nào để cho nhớ vợ tôi chứ. Trời ơi trời, làm gì mà tình cảm dữ vậy cha nội? Ngồi đây chơi lát rồi về nhà gặp liền chứ cái gì đâu mà thương nhớ dữ vậy. Hát bài nãy nhớ vợ quá, đổi bài đi. Làm như muốn gặp là gặp vậy,
tôi đâu có hạnh phúc như anh đâu. Thì vợ mày đi chơi xuân với bạn bè nó về, bộ đi theo trai đâu mà khóc lóc quá trời á. Thôi nghe anh, đừng có nói tầm bậy tầm bạ đi, đừng có trù ẻo đi. Trù gì, thôi uống đi, tôi kể ta nghe coi. Rồi uống. Kể tao nghe coi chuyện gì. Bà đi đâu? Vợ tôi về nhà má nó rồi. Trời đất ơi, Tết rồi ta về nhà mẹ người ta làm gì dữ vậy cho nổi. Bà nói chừng nào bà về? Không hẹn ngày gặp lại. Hả? Là làm sao? Bỏ đi luôn rồi, bỏ tôi luôn rồi, còn đòi ly dị với tôi nữa. Tôi sao kỳ vậy trời, ngày tư ngày Tết mà. Nhưng mà sao mới được chứ? Lý do gì? Tất cả mọi chuyện gì nó cũng phải có lý do. Vợ chồng mà đang hạnh phúc mà. Chị, tôi cũng hiểu nữa. Gì kỳ vậy? Gì quái đản vậy? Vì thế, anh thấy không? Mùa xuân đến mà cái mặt tôi giống, giống gì anh thấy không? Giống cái mền rách cái gì? Vậy mà sĩ diện bảo gia đình im ấm. Thấy chưa? Tôi hiểu rồi. Bạn bè thân thuộc mà còn cười lên sự đau khổ của tôi nữa. Anh biết không? Nói mới biết. Nàng giận tôi thật rồi. Bởi vậy, nhìn cảnh vợ chồng của anh hạnh phúc, tôi tủi thân quá. Tôi tủi quá anh hai ơi. Cái gì? Nên nói đi. Đoạn xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn hò nhau khi pháo giao thừa. Em đừng chờ tôi trước sông thưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Sông hồ như đắm như mơ, chợt về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa, cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người xưa. Chuyện là vậy đó, anh biết không? Buổi tối tôi đi chơi về, tôi thấy nhà cửa vắng toanh à. Tôi mới biết á, là nó ôm đồ về ba má nó ở luôn rồi. Tôi buồn quá. Đối với tôi, mùa xuân qua nhiều kỷ niệm. Mùa xuân hai đứa quen nhau, rồi mùa xuân hai đứa cưới nhau. Giờ mùa xuân nàng đã xù tôi. Nàng đã theo chồng về nơi xứ lạ, tháng ngày trôi tình cùng nhạt nhòa. Sang giàu em vui bên người khác, để một mình anh dở đớn đau. Thôi nín đi ba. Làm sao nín được? Bạn ơi, ơi, tôi nhớ vợ bạn quá. Hả? Ý lộn, tôi nhớ vợ tôi quá đó. Thật, khỏi, đâu có mướn khóc giùm đâu. Trời ơi, trời, thôi, mệt lắm rồi nghe. Khóc giùm mà còn khóc, ngái cái khóc gì. Thôi đừng khóc nữa, tôi khổ lắm, nín đi. Dụ duyên, ai khóc thương hại mày đâu. Tao khóc giùm tao không? Sao vậy? Tao cũng quỡn khóc cho mày. Tao khóc cho tao mà. Ủa gì kỳ vậy? Thì gia đình anh vui mà anh khóc cái gì? À thôi nín đi. Tôi hiểu mà, anh chọc quê tôi hoài à. Nè, thôi nghe, cấm khóc nữa nghe. Làm gì cấm đạo? Dọc quê hoài. Làm gì không cấm đâu. Mày nhớ vợ mày không cho nó nhớ vợ tao à? Ủa? Rõ rồi nghe.
Bây giờ nè, nhậu vô ba mớ muốn kiếm chuyện phải không? Nè, tính đùa hoài phải không? Thì vợ của anh đi chơi chút về, mới đi sáng mắt mơ gì cái bắt cái chuyện của vợ tôi cái ngồi khóc luôn à. Ai nói vợ tao đi chơi? Thì anh nói cho ai? Vợ tao đâu có đi chơi đâu. Mà trời ơi, sao em bỏ ra đi? Anh nào có lỗi lầm gì? Sao em bỏ ra đi? Anh nào có lỗi lầm gì? Sao em bỏ ra đi? Bỏ quên anh giữa dòng đời suy ngược. Giờ đây mất nhau rồi buồn đau. Sương khuya lạnh đổi vai đi về rồi thôi một mình ưu tư nặng trong tim anh buồn tao thức cả đêm. Sao em bỏ ra đi để anh yêu hắt buồn ngơ ngẩn nhìn giờ đây mất nhau rồi tình đành mồ côi. Anh nói vậy là sao? Sao gì nữa? Vợ tao bỏ nhà đi không có cho địa chỉ nơi đến. Thật vậy sao? Đứa nào nói láo học máu. Vậy hồi nãy đứa nào nói? Nàng á nũng nịu: anh ơi, anh à, em mặc áo tím có đẹp không? Em mặc áo hồng có đẹp không? Hạnh phúc quá mà. Tưởng tượng đó ông nội. Bịa chuyện sợ nói vợ bỏ nhục á. Ôi giờ này em ở đâu? Rừng sâu hay núi thầm, anh tìm em như thể tìm chim. Tìm em ngày đêm muôn loài, con mắt hỡi lễ hương ơi. Ôi, người đồng cảnh ngộ đây rồi. Xin chia buồn nhé chiến hữu. Nào, uống đi. Tao khè hết nổi. Đứa nào cũng vậy, chia làm chi cho mệt. Mày biết không, mấy ngày qua ngày nào cũng vậy. Mày ra đây đi, tao chỉ kỷ niệm tao cho mày coi. Đây nè, chỗ này là kỷ niệm nè. Cứ mỗi chiều chiều tao khóc, tao ngồi đây, tao nhìn mây dơ dáng ai đang ngồi bữa cuối. Nấu cám heo tắm trâu chăn bò, lấm lem tóc tai mặt mày. Mà tao quý tao thương, sao nàng ra đi bỏ tao mình ơn. Thôi nín đi, khóc cái gì. Anh làm vậy là bà bỏ đi là đáng đời anh rồi, khóc lóc cái gì nữa mà khóc. Ủa sao đáng đời? Ai biểu, ai biểu anh bắt vợ làm việc quá tải. Coi vợ không ra gì hết trơn trọi. Vợ mà anh bắt chăn trâu, chăn bò, tắm heo, bữa củi. Sức người có hạn nha. Anh bắt vợ anh như người ở vậy đó, làm như nô lệ vậy, làm sao mới chịu nổi. Bộ mày điên hả mày? Trời đất ơi, tao đang kể chuyện buồn của tao, tao khóc. Không có ngủi tao mà còn chửi mắng tao nữa hả? Tự vợ tao khoái làm chứ bộ. Tự động có làm, tao có sai bắt buộc có làm đâu. Mình lên án tao. Sao anh không làm gì hết vậy? Suốt ngày cứ nằm ngủ không à, rồi cái ra quán ăn nhậu. Bả mà không làm gia đình chết đói sao? Bả phải làm chứ. Hay quá. Nói tao lo ăn nhậu lo ngủ, còn ông nội thì sao? Ông nội tôi sao? Tôi sao? Mày có làm gì không? Ý mày có chứ, quên mày có làm chứ. Mày cực lắm à. Tôi sao? Đánh bài nè, hết tiếng lên rồi sập sám nè, hết tứ sắc rồi bầu cua nè,
mà đánh riết rồi đi thế vợ rồi đợi con luôn. Thôi thôi đừng có dạy đời thì tôi nghe. Anh hay quá, anh giỏi quá. Giỏi mà vợ cũng bỏ đi. Anh có biết là vợ anh khóc thầm với tôi hoài không? Biết chứ. Hả? Gì Dũng Đậu, vợ tao khóc thầm với mày sao kỳ vậy? Hả? Mày nói mày, tao tức rồi đó. Thôi đừng có nóng, tôi nói cho anh nghe. Chị khóc với tôi mà chị than gian vậy nè. Than sao? Vợ anh khóc thầm với tôi hoài không? Biết chứ. Hả? Gì Dũng Đậu, vợ tao khóc thầm với mày sao kỳ vậy? Hả? Mày nói mày, tao tức rồi đó. Thôi đừng có nóng, tôi nói cho anh nghe. Chị khóc với tôi mà chị than gian vậy nè. Than sao? Bởi tôi nhớ dại yêu lầm người ta nên khổ đời tôi vì ai giáng dối. Còn yêu đón đợi từng ngày, còn yêu quyến rũ bộ về, bây giờ lạc lòng xa thế. Ôi kỷ niệm những ngày bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu quá xa hận sầu, sao dịu êm bỗng nghe nghẹn ngào, bây giờ trả lại chẳng sao. Đó, vợ anh khóc và than với tôi vậy đó. Khóc than gì kỳ vậy? Nào là yêu lầm, còn trả lại chẳng sao nữa là sao? Cái gì mày lộn xộn quá. Mày bịa chuyện phải không mày? Bịa cái gì đâu mà bịa. Tại vợ anh buồn quá, đau khổ quá nên mới lưng tưng nói đại vậy thôi. Nhưng tôi hiểu vợ anh muốn nói gì. Nói gì? Vợ anh muốn nói là nó không thể sống với con người lười biếng suốt ngày cứ ưỡn lưng ra ngủ hoài, đi la cà nhậu nhẹt, sống với ổng uổng phí cuộc đời, sống với ổng là chết đói. Trời ơi,
Hôm đó vô tình nghe được lời vợ của anh nói, thấy thương quá à. Tội nghiệp cho chị quá. Ôi người phụ nữ đáng yêu, yêu lầm một người rồi. Giả trong mặt bây giờ đầu năm được có thể tao giả nha. Nói đã chưa? Ôi ơi, làm chứ vợ mày với mày hạnh phúc lắm vậy? Hạnh phúc chứ. Hạnh phúc quá. Chứ sao? Hạnh phúc mà ra bờ sông tính tự tử là sao? Nói lảm nhảm như người bị thần kinh, như điên, như mát, như khùng vậy. Nói một mình tưởng là ma nhập mày chứ. Trời ơi, cái mặt mày kìa. Cái thôi, dòm thấy muốn ói luôn. Uống rượu vô dòm mặt ghê quá. Ê, thằng kia. Trời trời, kêu thằng luôn rồi. Thằng đó. Sao? Nói sao? Vợ nói sao hả mày? Nè, vợ tao nói nhảm hồi nào, nói lại đàng hoàng nha. Tôi nói cho anh biết nha, bạn bè đó đừng có làm nhục với nhau nha. Ai thấy cả xóm này, ai thấy vợ tôi nói nhảm? Tao thấy chứ ai. Mày thấy cái gì? Hôm đó đó, tao không tác nghiệp, tao khuyên can á là coi như là con mày một cô mẹ rồi nha. Mày cấm cái miệng rồi lại mày á nha. Mày đừng có nhậu vô ba mớ rồi mày dựng chuyện nha mày. Ê, dựng chuyện sao được mày? Tao còn nhớ nè, khi tao đến gần tao nghe vợ mày khóc dưới dòng sông như thế này nè. Sao? Vợ tao nói cái gì? Hả? Bịa chuyện phải không? Không sao, khóc với dòng sông tự nhiên, khóc với đất, với con người không khóc, khóc với nước làm cái gì? Hả? Có là mày nói chứ. Mày nói tao nghe không sao? Nè, nàng thò cái đầu ra ngoài dòng nước ha, vừa khóc vừa nói gì nè. Hời, nước sông ơi, giùm thương cho gới theo, thân xác bọt bèo, số phận ngặt nghèo. Vì chồng của con yêu mấy con heo, nó mê cờ bạc không làm ăn để giúp con. Một ngày không xa, nó sẽ tan nhà, đuổi con ra bụi ra bờ ở chung với lợn. Nhưng không, con không muốn sống chung với lợn đâu. Thà con chết sình chết thối, không thể chứng kiến một ngày tàn của con. Trời ơi, chắc như bắp là sẽ ập xuống đầu con trai ơi. Xin vĩnh biệt. Rồi đó, nói xong tới đó thấy không, nó cắm đầu xuống sông. Tao mà không chụp vợ mày tao lối lại đó, là giờ này đó không, nó sình rồi. Thôi đừng có xạo. Nếu có chuyện đó thì tại sao anh với tôi là bạn chí cốt mà sao anh không báo cho tôi biết? Tao phải báo chứ, tao chuẩn bị cả rồi, nhưng chỉ có mấy đứa bạn rủ tao nhậu, thấy không? Rồi nhậu xong tao quên, tao mệt tao ngủ luôn. Mà mày biết đó không, dạo này mưa hoài à, đường nhà mày lầy lội thấy muốn ớn luôn vậy đó. Tao không có đi được, đến rồi sau Tết tao mới đi. Lúc đó đó nói cũng được phải không? Đâu có sao đâu, qua Tết nói cũng được. Tốt quá ha. Chuyện hệ trọng của gia đình bạn bè mà hẹn lần hẹn lựa. Thôi, ông lười biếng quá. Đừng có xạo. Ê, tao mới nhớ lại rồi. Mày bày sao? Sao, tôi sao? Vợ của tao khóc lóc á. Rồi bỏ đi á. Sao mày không nói ra biết? Hả? Thông cảm, lúc đó tôi thua quá. Tôi lo nghĩ cách gỡ, tôi không có đi kiếm ai hết á. Quên mất, trời ơi, không kiếm ai. Hạnh phúc cả đời, tao sao mày quên? Hả? Thì đồ biết rồi bác. Thì mày cũng vậy hả? Mày trách ai? Đồ thứ lười biếng. Bây giờ chả lẽ đó là tao chịu cô độc hay sao? Không có nàng làm sao tao sống đây? Hỡi vợ hiền ơi, sao tôi khổ thế này? Tôi ai ơi, xin đừng khóc nữa. Để lễ trào đứa cũng lòng đau. Chúng ta nào có khác chi nhau, từ nay cô độc nghẹn ngào tôi phận. Trời ơi, không còn ai đi chung một đời, không còn ai chia sớt năm tháng.
không còn ai chia lời thở than. Đêm tôi về đọc bước đơn côi, không còn ai, tôi đi một mình cùng với bóng qua cánh đồng đời, chỉ một màu rêu phong có úa, viên đã buồn ngồi hát trong chân. Người xa quốc như mây mịt, còn lại tôi xanh riêu trời mình. Mai tôi về mưa thu che lối, băng qua trời tôi cầm bóng tôi, không còn ai, không còn ai, tôi khóc một mình, tôi khóc một mình, tôi khóc một mình. Đâu có đâu, hai đứa mình khóc chung mà. Ây quên, không còn ai, không còn ai, hai đứa khóc chung mà, khóc có đôi mà. Bạn ơi, ơi người cùng khổ ơi. Hai Sang ơi, ơi tôi nhớ là cái cảnh vợ của anh nhảy xuống dòng sông, trời ơi ngay cái chỗ đó mà gặp nước thối á, thật thối lý lắm. Đứng đi, tôi nổi óc quá. Thôi, khùng quá, đừng làm tôi sợ nha. Mấy hôm nay tao sợ lắm rồi đó. Nhìn cảnh nhà của tao nè, thấy có giống con giáp nào không? Thiếu bàn tay phụ nữ là thế đó. Nhất là người phụ nữ hiền ngoan như vợ của tao. Trời ơi, Lễ Hường ơi, anh đẹp quá ha. Tại sao em bỏ anh ra đi? Tại sao em cắm đầu vô dòng sông? Trời ơi, trời ơi. Ôi, chết trên nè, ma đẹp lắm, chết vui giống ma da lắm mà. Lễ Hường ơi, em đã từng yêu anh, từng mê giọng hát của anh. Em đã nói gì em còn nhớ không? Mày biết Lễ Hường của tao nói gì không? Làm sao biết được? Bây giờ tao còn không biết Diễm Tuyết của tao đang ở đâu. Dạ, đang vợ mày cũng đẹp quá ha. Trời ơi, Diễm Tuyết mà. Đừng có nói là đi lấy chồng Hàn Quốc nghe Diễm Tuyết. Nếu em lấy anh chết liền á Diễm Tuyết ơi. Trời ơi, làm sao? Làm sao con dám gặp ông bà nhạc của con đây? Mặt mũi nào con dám gặp mặt Diễm Tuyết nữa đây? Ôi, Diễm Tuyết của anh, Lễ Hường của anh. Mày biết Lễ Hường nói tao làm sao không? Giới thiệu hoài Lễ Hường thì biết rồi. Mà nói với tao cái gì mày biết không? Thì kể đi. Em có thể sống không cần ăn, không cần uống, miễn là được nghe anh hát và sống bên anh là em thấy no rồi. Trời ơi, vợ mày cũng lẻo mép quá. Làm sao anh quên được Lễ Hường ơi? Diễm Tuyết ơi, ngày nào anh hát cho người dấu yêu, hát cho cuộc tình đầu. Ngày nào anh hát cho tình chúng ta, anh đã hát cho niềm hạnh phúc. Giờ đây anh hát cho người dấu yêu, hát cho người ở lại. Giờ đây anh hát cho tình đã xa, anh đã hát cho riêng mình. Ôi Lễ Hường, ôi Diễm Tuyết. Ủa mà sao kỳ vậy ta? Vậy mình là đàn ông, là trụ cột của gia đình mà, chuyện trong nhà cửa nó bệ rạc như vậy, nó bối rối khủng khiếp như vậy, tình hình hạnh phúc sụp đổ trầm trọng mà không ai không biết, không biết chuyện là sao. Hả, là sao? Sao kỳ vậy trời? Mình là đàn ông cái gì kỳ vậy? Sao giống bà Tám quá vậy? Nó rảnh dữ trời. Rõ ràng
Rõ ràng là mày thiếu quan tâm đến gia đình của vợ con. Tao còn đỡ hơn mày. Trời ơi, mày có quan tâm không? Vợ mày ra khỏi nhà mày có hay không? Đỡ hơn ai? Đỡ hơn ai kia kìa? Vợ vợ đâu rồi cũng chưa rõ. Thôi, tao nói mày nghe cãi giả làm cái gì. Tao với mày á, đứa nào cũng có lỗi hết trơn hết trọi á. Thấy không? Chỉ lo chơi không mà không nghĩ tới vợ con. Lệ Hương rồi, nhắc tới vợ thì vợ nữa. Tao buồn tiếp nữa rồi. Anh không thể mất em. Anh không thể để cho em chết sình chết thối được. Diễn Tuyết, Diễm Tuyết ơi, anh không để cho em lấy Hàn Quốc được đâu. Diễm Tuyết ơi, tự do gì vậy? Là có độ bay. Tao quyết định rồi. Quyết định thế nào? Tụi mình phải làm gì? Uống cạn ly này. Trời ơi, giờ này mày có uống rượu được à? Phải uống chứ. Uống để thề, để chúc. Thề chúc cái gì? Chúc mày từ nay mau thoát khỏi con ma bài bạc, về nhà nhát da đón Diễm Tuyết hổng bị la rầy. Tao đây xin chúc hai sang không còn lười biếng trường hưởng nữa, kiếm vợ con về lo hạnh phúc gia đình yên vui. Chào, tao rót mày hai ly cháo mày sẽ uống. Nhắm môi hả? Uống luôn chăm chăm mày. Trời, nó bỏ rượu rồi uống dữ không? Rót ly bự vậy đó, uống cho nó đã, bữa nay rồi bỏ. Chân hết luôn hả? Ổn không? 1, 2, 3, rồi chăm vô. Xuân sang qua lá reo cười, Kim Ngân xin chúc mọi người yên vui. Kính thưa quý vị, bước sang năm mới với một khởi đầu vui tươi và tràn ngập tiếng cười là điều mà tất cả chúng ta ai ai cũng mong muốn, có phải không quý vị? Giáp Thân năm nay cũng trong niềm hân hoan đó, Kim Ngân xin được kính chúc toàn thể quý vị khán giả gần xa những điều chúc tốt đẹp nhất, và đặc biệt là quanh năm rộn rã tiếng cười, phát tài, phát lộc, người người ấm no. Xin chúc mừng năm mới, chúc mừng, chúc mừng. Nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, quét nhà. Trời ơi, sao mà tôi khổ quá vậy trời ơi. Bà con có biết không bà con ơi? Đời của tôi sao mà hâm nhiều, sáng sớm ra phải lo cho chồng con, đến về trưa tối làm công chuyện nhà. Ôi túi đời mau chóng tôi quá tệ xấu xí nhất dụng, cái bụng thì to lưng thì dài đệm, tôi ngày sai xin tiền kiếm không ra, và cái mặt mò về nhà mà lo chửi vợ, ra đường thì trốn nợ, đi chợ không dám đi, cái thứ chồng gì mà bất tài vô tướng, nhìn càng thấy chướng hỏng, lẽ bây giờ bỏ luôn, ở lại thêm buồn cho hồng nhan mà bạc số. Trời ơi, vợ ơi, vợ, chồng về tới rồi nè vợ ơi. Thôi ơi, vợ đâu mau ra đỡ chồng vô vợ ơi, xịn quá vợ ơi. Khỏi nói cũng biết xịn rồi. Hai ba chung chung để với bạn bè cùng tính cày, lỡ sai mà quá cỡ, biết đường nào để đi, sao mà tối vui vô đi. Quên hết cái chuyện nhà cùng vợ già, uống cho mà nghiêng ngửa, như phong là phong giới kỳ, nào
mà chúng thấp bước gặm gần bà hỡi bà. Mau mau bà ra đỡ kéo chồng, chồng té ao thấy bà ở đâu. Tôi sai mà tôi biết biết được là thấy bà đang ở nhà đi lo mà ăn ngủ. Biết ngay cái thứ lười bà đâu, bà đâu, với cái bà đâu. Bà đây, cái bà đây, cái thứ lười. Thứ lười dám xài xể tôi đó hả? Trời đất ơi, tôi đâu có thề cái gì bậy bạ đâu mà giữa trưa nắng trời đánh tôi vậy ông trời. Trời nào đánh ông, vợ đánh đây nè, tôi đánh ông đây nè. Hả? Không phải trời đánh hả? Bà giáng hả? Trời ơi, bà la sát giáng hả? Trời ơi, tôi mà ông nói tôi là bà la sát hả? Tôi, vợ ông đây nè. Nói bậy, bà nói bậy. Bố bà tưởng tôi sai hả? Cho bà biết nha, bà đừng có thấy tôi đẹp trai mà bà tính hốt tôi nha. Nè, vợ tôi không phải như vậy đâu nha. Vợ ông không phải vậy chứ vợ ông ra làm sao? Bà thấy tôi sai nghiêng ngửa như vậy mới về nhà là đủ hiểu cái nhan sắc rùi xa nhái lặng của vợ tôi rồi. Trời ơi, chim sa cá lặng. Không, chim sa cá lặng là bình thường. Còn nhan hả? Nuốt vô lại, nuốt vô lại, tao quánh cho nuốt vô lại. Tao quánh cho nuốt vô lại. Không hả, nói chuyện với tôi mà phun khi dễ tôi hả? Nghĩ coi, nhan sắc của vợ tôi thì cười kiểu đó là sao? Là nói xấu quá cười được hả? Trời ơi trời, nhan sắc không bình thường. Nhậu về mà thấy bả là tỉnh liền. Quá đẹp mà. Ói ra rồi tỉnh liền. Ối, ối nè. Cho ông ối nè. Tỉnh chưa? Ông ói rồi ông tỉnh chưa? Dạ. Sao cái này quen thuộc quá ta? Hơi hơi dộm tỉnh rồi à? Dộm tỉnh, ông phải tỉnh hẳn. Tỉnh hẳn chứ dạ, dộm ơi. Tỉnh. Dộm tỉnh. Sai quá rồi, ta nói ông tên gì chưa chắc là ông nhớ nữa đó. Nói vậy là nói bậy. Không biết gì về rượu hết. Ai nói là tôi không nhớ? Tôi nè, Nguyễn Long Thông. Còn vợ tôi, Trần Thị Toàn Tiên. Trời ơi, hai người vậy à? không có tuột xuống mà cũng dính lại à? Đó, hai vợ chồng tôi mà gặp gió là đâm đưa đã luôn, như ngồi xích đu chơi vậy đó. Xích đu. Ôi dạ. Xích đu. Trời ơi, đồ thằng chồng sai xỉn. Đồ thằng chồng háo nhậu. Thằng chồng vô trách nhiệm. Thằng chồng vô tình, vô nghề nghiệp, vô duyên, vô dụng, vô sinh. Đúng rồi. Âm thanh và hình ảnh quen thuộc đây rồi. Sống động mà. Đúng thật nữa. Là vợ yêu dấu của tôi đây rồi. Ôi, ôi vợ yêu của anh, con nai vàng ngơ ngác của anh, con gà con bé bỏng của anh, con ở, con sen, con nợ của anh. Em là một dĩa đồ lòng. Anh là sĩ đế thơm nồng bên em. Tình ta như chén mắm nêm, thêm vào chút ớt cho mềm mũi sao. Trời ơi, tôi khổ quá vậy nè. Chồng ơi là chồng, nhậu chi mà nhậu dữ vậy nè. Một câu hỏi rất là thông minh và thâm thúy. Nói cho bà biết nha, nhậu để làm gì? Làm gì? Và tại sao phải nhậu? Tại sao? Câu trả lời là như vậy. Khi người ta ăn nhậu là bởi vì người ta cảm thấy. Thấy gì? Không nhậu vợ giống bà già, nhậu vào thấy vợ như là hàng Nga. Không nhậu tiền ví nợ la, nhậu vào tiền bạc như là lá rơi. Không nhậu ngao ngán chuyện đời, nhậu vào mình thấy một trời nở hoa. Không nhậu sợ vợ như bà, nhậu vào mới thấy mình là nam nhi. Không nhậu đâu dám nói chi, nhậu vào cứ ngỡ mình là dĩ nhân. Không
uống nhậu âm nhạc lần sần, nhậu vào cảm thấy mình gần như sao, không nhậu kiên trước dòm sao, nhậu vào trên dưới mày tao một bề, không nhậu bị mắng ê chề, nhậu vào lỡ quớ mình phê vô mặt liền, không nhậu đâu thấy bạn hiền, nhậu vào ta thấy khắp miền bản thân, ai ơi nhắn nhủ xa gần, sống không ăn nhậu trăm phần thiệt ân. Nhậu mà qua miệng của ông, người ta tưởng đâu là công việc cao cả lắm á. Chơn sao bà? Bố bà tưởng ăn nhậu không nghệ thuật hả? Cho bà biết nha. Biết rồi, tôi biết rồi. Bà biết cái gì? Thì cái nghệ thuật ăn nhậu của ông á. Bà biết, biết sao đâu, nói tôi nghe cái coi. Có khó gì đâu, một buổi chiều nghe đây nè. Một ly tình cảm bạn bè, tụi mình thân thiết một bé thắm tình. Hai ly trục chuyện gia đình, vợ con đau yếu bực mình không lo. Bà hả? Tôi. Bà không biết nhậu bởi bà đọc y như kinh tụng niệm à. Tao nói rap mà nói y như kinh tụng niệm à. Nói nghe chật lất hết trơn à. Đúng, tôi không biết nhậu. Nhưng tôi sống với cái hũ hèm này bao nhiêu năm rồi. Tôi quá hiểu rồi. Hiểu rồi mà cứ cằn nhằn hoài. Bà còn nhây hơn mấy thằng xỉn như tôi nữa. Biết vậy hồi đó tôi không lấy bà đâu. Mua đại cái máy cassette về là được rồi. Ông nói thì ông nhớ đó nghe. Biết bây giờ mà ông sai xỉn như vậy, thào đó tôi mua khạp về chưng rượu cho xong, khỏi lấy ông làm cái gì tối ngày hôi hèm. Tôi nhậu nhẹt là tại bà. Bà không biết thương yêu chiều chuộng chồng, tối ngày lo ngủ bỏ bê nhà cửa chồng con. Tôi bỏ bê là tại ông tối ngày lo nhậu, nhậu riết rồi nhà cửa tan hoang, vợ con nheo nhóc. Tôi nói thiệt với ông đó nha. Trời ơi, nếu như mà bây giờ tôi được quyền ước một điều gì đó thì tôi ước gì cho ông chết chìm trong hũ rượu luôn. Đồ ác phụ. Bây giờ tôi mới sáng mắt ra. Và bà, bây giờ bà mới lòi ra cái tâm địa xấu xa ác độc của bà. Tôi mà có điều ước hả, thì tôi ước gì cho bà một năm chỉ nói được một câu thôi, lại nhảy hoài. Tôi tán nhân, người như ông thiệt là ma chơi quỷ hơn. Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi mà có một điều ước, tôi không bao giờ thèm ước cho ông chết trong rượu thiệt nữa đâu. Ông đừng mơ chết tội nguyện như vậy. Tôi sẽ ước. Ước cái gì? Ước điều bí mật cho riêng tôi không nói đâu. Tôi cũng không thèm ước cái gì dính líu tới bà nữa. Tôi cũng ước. Ước điều bí mật cho riêng tôi luôn. Bà đừng hòng mà hối hận nha. Tôi không thèm. Tôi cũng không thèm. Có ai vô nhà mình cả? Ai biết. Chị, nghe gió thổi quá. Ô kìa chị. Chị. Này hai người kia. Đi. Ta đã biết điều hai người mong muốn. Biết rồi kìa. Chị là ai vậy? Sao chị vô nhà tôi? Ủa, cô là ai? Cô là ai đẹp quá vậy? Ta là tiên mơ ước. À, chị là chị Tiên mơ ước. Tiên tên mơ tiên, ước. Chị tên Tiên, tên Tiên mơ ước. Mà tên Tiên mơ ước. Vậy, không phải. Tiên mơ ước là bà là Tiên á, chứ không phải tên Tiên. Ủa vậy hả? Trời. Ủa, cái gì vậy? Xạo quá đi. Không tin. Tuổi thời thiệt mà, ta là Tiên mơ ước thiệt chứ bộ. Tiên sao cánh bà đâu rồi? Ủa? Cất đâu rồi? Tiên là ta có cánh đó bà ơi. Đúng rồi, Tiên sao không có đũa thần? Ta là Tiên người lớn chứ đâu có phải là Tiên hoạt hình đâu. Mà phải có cánh, hai người phải tin ta.
ta là tiên. Trời ơi, tiên có cái cây phất rùi nữa kìa. Trời ơi, vậy mà kêu người ta tin, làm sao phải tin cô được? Đúng rồi, tại sao phải tin cô? Bởi vì ta đẹp. Trời ơi, bà gan quá. Bà nói bà đẹp, tại vì bà đẹp cho nên bà mới là tiên. Sao tôi thấy bao nhiêu người quá chị đẹp luôn mà đâu có tiên, nhìn toàn quỷ không à? Bộ đẹp cái là tiên sao? Thôi được rồi, hai người có bao giờ thấy tiên mà xấu xí chưa? Có sao không? Cái đó là phù thủy ông ơi. Còn tiên á là phải đẹp, phải đẹp như ta gì nè. Vậy tiên là làm cái gì? Thì cũng không có gì nhiều, nói chung á là cũng rảnh. Nhìn là biết rồi, tự nhiên hai vợ chồng ta cái bà then vô nhà ta cái bà nói bà tiên, bà cũng rảnh dữ lắm nè ha. Bà nói như vậy là không có đúng. Thỉnh thoảng cũng phải làm việc một chút chứ. Thí dụ như là làm gì? Xuân sáng bay tới bay lui, rồi nhìn bông hoa thu sang nhuộm vàng cây lá chờ cho sang mùa, rồi hạ sang xuân canh thật nhiều chờ cho cây héo queo khi mùa đông tới đem tuyết rải đầy khắp nơi. Bà này cũng rảnh lắm nè, bà bay qua bay tới bay lui, bà tiên bay tới bay lui, vậy bà là hồn bướm mà mơ tiên bà ơi. Trời ơi, bà nói mà thiệt là sao tôi tin được, là tiên ơi tiên nói tôi nghe nhưng mà không tin. Nơi đây hai mùa mưa nắng trời phân xưa rào, tìm đâu ra bốn mùa đủ đầy mà tiên bay tứ tung. Thôi bà tiên chớ nói dốc, ai mà tin đâu. Nó tên, nhất định nó tên. Tôi tin. Trời ơi, người ta đẹp vậy ta là tiên đúng rồi. Mình thường thường thôi mới là người trần nè. Mệt bà ghê. Nghe tôi hỏi cổ coi nè. Tiên cô tôi thấy, tiên cô tôi thì muốn tin, nhưng tôi vẫn còn nghi vấn nhờ tiên trả lời. Rằng tiên lo bốn mùa đất trời, mà sau này tới đây muốn gì tiên hãy mau nói, tôi chờ nghe tiên. Hai người có biết không, khi mùa xuân đến, đất trời đang nở hoa, ta đang bay qua bay lại thật là vui vẻ. Bỗng nhiên ta nghe văng vẳng bên tai có tiếng kêu của ai kêu rằng ước gì. Thế là ta bay tới đây liền. Tới đây chi? Tới đây để ban cho hai người ba điều ước. Ba điều ước. Đúng vậy, hai người mà có ba điều làm sao chia? Tôi hai, còn bà thì một. Giảm đồ tôi hai, ông một. Thôi, được rồi, đừng có giành nhau nữa. Hồi nãy, tôi nghe mỗi người chỉ cần có một điều ước thôi. Tại sao bây giờ lại giành giật nhau như vậy? Tại vì hồi nãy là nói chơi thôi. Bây giờ có thiệt rồi, phải tranh thủ quyền lợi chứ. Tôi ước thả ra 15 điều cũng chưa đủ nữa. Hay lại giờ cho 4 điều đi, mỗi người chia hai cho nó đều đi. Không được như vậy, người tham lam quá không tốt. Bởi vậy, không lẽ bây giờ bớt lại còn 2 điều thôi à, cho để dễ chia. Thôi cô vậy cũng không được nữa. Sao vậy? Đó là quy định, mỗi lần ban ra là phải đúng 3 điều ước, không thêm, không bớt. Vậy giờ sao vợ? Ha, ai nhiều ai ít. Thôi bây giờ ta có ý kiến như vậy. Dạ. Mỗi người ước một điều trước, rồi sau đó suy nghĩ cho thật là kỹ lưỡng, ước chung một điều cuối cùng, được không? Được, nhưng mà tôi phải ước trước nha. Không, tôi ước trước nha. Bà ước trước đặng bà gây điều bất lợi cho tôi hả? Bà đừng tưởng là tôi ngu nha. Tôi cũng đâu có ngu, cái mặt ông nhìn gian lắm, tôi không để cho ông hãm hại tôi đâu. Tôi trước. Thôi, được rồi, không có cãi qua cãi lại nữa. Bây giờ như vậy, hai người cứ nói điều ước với ta, sau đó ta sẽ xem xét trước điều ước đó có tiến triển như thế nào. Nếu như hai người đều hài lòng với điều ước của mình thì ok. Còn nếu không, ta sẽ điều chỉnh lại, rồi sau đó ta sẽ cho ước sau. Ok không? Bà Tiên này có học tiếng Anh đó nè. Nói tiếng Anh quá. Thôi là ta ok Tiên. Ok Tiên luôn cho đầu đi. Được rồi, vậy thì bây giờ cô nói trước đi. Sao cho bà nói trước? Phải ra lần chứ, ưu tiên cho phải đẹp. Vậy là không công bằng. Ý em nói ông cũng phải đẹp luôn nhường ông á hả? Ừ. Thôi. Chờ chừng nào tiên ông xuống ban điều ước đi, rồi cho ông nói trước. Chị em phụ nữ phải binh vực nhau chứ, phải không? Chị tiên nữ. Đúng rồi, thôi bây giờ không bàn cãi nữa, ta sẽ biến ước muốn và những suy nghĩ của cô thành hiện thực. Hô biến.
giúp sạch hết cho tôi coi. Dạ, từ sáng giờ anh lau sạch hết rồi mà, sao mình còn không vừa ý? Dám trả treo với tôi hả? Cho mấy con chó biệt dê của tôi ăn chưa? Dạ thưa rồi. Ừ, mấy chiếc mẹ có lau bụi chưa? Dạ thưa, cũng rồi. Ừ, giỏi. Dọn đồ cho tôi ăn sáng chưa? Dạ thưa, rồi. Thôi, để anh bưng lên liền cho mình dùng nghen. Còn nói nữa đi đi. Chồng con gì mà thấy mặt chán. Xong chưa? Dạ xong rồi nè mình ơi. Mình ăn đi, cho nóng nghe mình nghe. Để đó cho tôi. Mỏi dài quá, biết làm gì rồi gì? Dạ biết. Bóp vai cho mình. Mình ơi, mình mỏi tay lắm phải không mình? Sao mày vô duyên quá vậy? Vậy không mày đặt hỏi. Thử làm như tôi coi có mệt không cho biết. Anh biết. Anh biết là mình cực khổ lắm. Sao không khổ? Tôi hỏi ông nè. Cái này anh cũng biết luôn nè. Biết cái gì? Mình chuẩn bị ca. Ờ, ca ngủ điểm. Chứ đêm tiền, đêm hết cả đêm, tiền không chịu hết biết sao bây giờ. Con gian khách ta mỏi cả thai, có ai mà hiểu là cho tôi quá nhọc nhằn. Anh biết là mình rất nhọc nhằn, mai mốt này mình cứ để anh. Tiền anh tinh khí còn vàng anh đông thùng. Bây giờ tiền nhiều dữ lắm, biết mài vào cái chuyện gì đây? Nếu mà mình để với lâu, lỡ mai mốt ngọt nó ăn hết tiền. Hay là mình... Hay gì? Nhiều chuyện quá. Sáng đó rồi. Dạ. Dạ thưa bà gọi con. Sao giọng mày ngọt hay giọng ta hả? Dạ con sợ bà la. Dân cúc tàu ế quên dân bánh mời. Dạ bà chờ con chút xíu. Dạ thưa bà bánh mì đây. Chồng đâu? Dạ chồng đây. Bóp cái lưng ơi. Dạ bóp ngay. Dạ thưa bà uống sữa nha. Sao ngày nào không bắt uống sữa vậy? Ngày nào không bắt ta ăn vậy? Hai người vô dụng lắm. Thật là đáng chết mà. Chết mà. Ui dạ, chết mà. Ui dạ. Dạ. Bà ơi, con phạm tội gì mà bà đánh con? Tội nói giọng ngọt với quỳ thì ghét. Dạ tại bà dặn con phải nói ngọt ngào với bà. Vậy bây giờ con phải làm sao hả bà? Đứng dò coi trao coi. Ý bà ơi, như vậy khó đứng lắm. Khó thì mới kêu. Khó thì mới kêu mà làm chứ dễ thì tao đứng rồi. Dạ. Còn kia. Dạ. Định đi đâu? Dạ thưa mình, anh đi câu cá. Câu cá làm gì vậy? Dạ nấu chè. Chà. Câu cá mà đi nấu chè. Dạ mình la quá anh sợ. Làm gì sợ? Là biểu chú coi. Dạ thôi đứng xa cho nó an toàn. À, anh lại liền. Nhỏ kia. Dạ. Bỏ giờ xuống rồi. Dạ. Con mỏi quá à. Mày mỏi tự nhiên mày bỏ giờ đó xuống. Mày coi giờ kêu lên cũng như không. Dạ, là... Bỏ hai giờ xuống đây. Dạ. Ta ra lĩnh cho hai người phải hầu hạ cho ta tất cả mọi chuyện. Dạ. Bằng không thì đừng trách tay ta. Mình ơi. Nói lại coi, bà ơi. Bà ơi à. Anh đã hầu, anh đã chịu hết ra. Cớ sao em vẫn chưa thỏa lòng? Mình ơi, bây giờ muốn gì cứ nói. Sai anh rất vui trong già. Anh xin làm theo ngài, nhưng xin mình nhẹ tay. Còn mày muốn về hát phương, hát tự sự như ổng về. Dạ. Làm thử coi.
Con vốn là một con hầu nhỏ nhoi, cứ việc sai con sẽ không cãi lời. Bà đây muốn gì xin bà cứ nói, bà quá cao sang mấy ai sánh kịp. Được hầu bà đây là phước phần. Hai người thấy thương, hát xong nghe thấy thương ghê. Nhưng mà tôi đây nè, nghe mấy lời của hai người nói ra khiến cho ta thấy chưa trong lòng. Giờ ta muốn là không phải làm gì hết, mà chỉ ăn thôi rồi nằm đây nghỉ ngơi. Xong rồi ta ngủ luôn, không cần động móng tay. Nói chung là ta mới làm gì hết trơn á, hát phải nhanh vậy, mệt mỏi. Dạ, xin bà cứ yên tâm. Bây giờ mời bà nằm xuống đây, con sẽ lo cho bà ăn uống, bà không cần phải nhai nữa. Trời ơi, thấy chưa, ông nguy hiểm rình rập bên ta suốt à. Nghĩ sao kêu tôi không nhai, gặp đồ cứng không nhai nuốt cái chết luôn, mày lấy của ta phải mà. Dạ, dạ không phải như vậy. Ý con muốn nói là tất cả đồ ăn thức uống của bà. Ê, đừng, mày đừng nói mày nhai rồi mày đút vô miệng tao nghe. Dạ không, con phải nhai chứ, con phải nhai cho nó còn nguyên chất. Trời ơi, nguyên chất, bà nhai xong rồi còn nguyên chất sơ á hả, bị nước bà nuốt hết rồi. Ê, chết chết. Sai, lúc này có máy rồi, có máy rồi, hộp ra hộp, sát ra sát, nước lên nước, sai lấy cho tôi. Dạ dạ, con xin lỗi bà, con nói lộn, con sợ quá, con nói lộn. Con sẽ xoay thiệt là nhuyễn, bà chỉ cần nuốt thôi. Mình cứ nằm yên mà ngủ cho nó khỏe, không cần phải cử động gì hết. Anh sẽ lau mình, tắm rửa cho mình tại chỗ luôn, mình khỏi nhúc nhích gì cả. Được ấy thì tốt lắm. Ôi, ta ao ước ngày này đã lâu rồi. Sự hưởng thụ của ta, trời ơi, nó bắt đầu. Coi như là không cần làm cái gì hết. Ôi trời ơi, sao giống bại liệt quá vậy nè trời. Trời, sao bụng ta nặng quá như vậy? Người đau, đỡ dậy coi, lẹ lên. Ngồi dậy làm cái gì? Nằm yên đó hưởng thụ đi, ăn rồi ngủ thôi. Sao cái bụng của ta? Dạ, tại vì bà ăn nhiều quá mà không chịu làm việc thì nó phải phình ra thôi. Ờ, này có lý, được, ta chấp nhận. Ờ, hai chân ta sao vậy nè, đi không được. Còn hỏi nữa hả? Đó là do bà không chịu vận động, tối ngày chỉ ăn với ngủ lười biếng quá, nên hai chân không còn đi đứng được nữa. Hả? Vậy là ta phải nằm chỗ suốt đời sao? Không, ta không chịu, ta có tiền mà, ta phải hưởng thụ, ta phải hưởng... Được, được thôi, bà cứ ngồi yên một chỗ đó. Cứ ngồi yên một chỗ đó, tự nhiên từ từ mà hưởng thụ. Một người cây lười quá độ, biến làm mà chỉ tham ăn, tôi ngày chỉ lo chuyện ngủ. Bụng to chứ nhỏ phải rồi, bà cứ ngồi mà thưởng thức. Kết quả của bà bao ngày lười biếng, coi như toại nguyện lắm rồi. Chúng tôi bây giờ khỏe mạnh là do chuyên cần lao động, có làm đâu mà bà trả nữa. Bà chỉ biết lười biếng ăn rồi ngủ, không lo làm việc. Tiền của bà đã hết từ lâu rồi, ở đó mà tiền. Đúng rồi, tụi tôi đi tìm chuyện khác làm có ích hơn là phục vụ cho người lười biếng như bà. Bà nên nhớ, thói chay lười, thích hưởng thụ thì sẽ mang tới cho bà kết quả như vậy đó. Bà hãy tự lo cho bản thân mình đi. Chào bà. Trời ơi,
Nhỏ này nó nói tôi tưởng tôi ở chỗ gì đó, dần trăng cổ tích đó. Thế ớn à. Tôi lèm bèm mình ra, ai người đi rồi nào vậy? Đừng đi, đừng đi, đừng đi mà trời ơi. Bây giờ tiện rồi mà bụng thì to, chân thì nhỏ, như vậy sẽ sống nổi trời ơi. Chắc là con đưa đi ăn xin quá. Trời ơi, gượng còn hỏng nổi, làm sao mà đi. Lết, chỉ có lết mới cứu được mình thôi. Mà lết như vậy thì giống cây gì? Cầu xin bà con cô bác làm ơn bố thí cho một dĩa cơm gà. Ơn của ông bà con nguyện ghi khắc đến nhà. Vậy là đi xin nè, hát xong câu này là em đi xin đó. Trời ơi, lời biến ham hưởng thụ làm chi mà cho ra nông nổi như vậy nè. Cứu tôi, ai cứu tôi với, cứu tôi. Người đẹp của ta ơi, mỹ nhân của ta ơi, uống với ta đi cưng, uống giỏi lát nữa anh bo cho nghe. Nói thì nhớ nghe. Tất nhiên rồi, em đừng lo, cứ uống đi cưng, uống đi. Ta uống cho sai bao ngày bao tháng qua, em uống theo ta, em đừng nên đắn đo. Tiền ta trong tay thì ta vui sai, đời ta lên hương. Ôi, mỹ nhân của ta ơi, người đẹp của ta ơi. Đây uống thêm đi, anh đừng say trong nhà. Em uống theo anh, xong rồi anh phải bò. Tiền anh cho tay thì em vui ngay, đừng lo chi anh. Sai ta sai cứ sai, vui hôm nay uống sai, mai đây ta cũng sai, xỉn sai tiền miên. Sai thì anh cứ sai, xài cứ xài, anh say sưa suốt năm cũng không hề chi. Em quả thiệt là người tình lý tưởng của anh, nhậu thả vàng luôn, không ai ngăn cản được mình cả. Vậy con vợ anh thì sao? Vợ anh nhầm nhò gì, bà không bao giờ dám lên tiếng với anh đâu. Em không tin đâu. Không tin phải không? Chẳng những không dám lên tiếng mà còn phải phục vụ anh ăn nhậu nữa nè. Em coi nè, Guano đâu? Guano. Dạ, Guano có mặt. Ôi, giọng trầm buồn quá. Hôm nay ta vui lắm, rót rượu cho ta coi. Dạ, rượu đây. Rượu đây vậy đó hả? Review lại coi, dâng lên đàng hoàng coi, giọng tươi trẻ lên coi. Dạ, đây là chúng mỹ tử. Trời ơi, tươi hơi quá rồi đó. Thiếp xin quỳ xuống để kính dâng lên tài năng ly chúc mừng cho anh muôn đời xin mai. Anh cũng sai bao giờ anh cứ việc sai. Này đã có bia lòng, này có thêm rượu nồng. Già này là bia ơi, đây là hiếp. Ô ô ô ô, xin anh hãy uống đi. Khô em nướng nơi sầu, thêm có tôm khô nè, và còn dưa chua củ kiều rất ngon. Để anh ta quá nhiều khi cũng mọc ốc, nhưng mà nói chung là giỏi, giỏi lắm Guano à, hay lắm Guano ơi. Trời ơi, công nhận nha, vợ anh hiền thiệt á nha. Thấy anh ăn nhậu như vậy đâu có dám nói gì, còn khuyến khích nữa chứ. Anh đúng là bản lĩnh đó nha. Nhiều đó nhầm nhò gì nè Guano. Dạ. Chà, sao giọng trầm bổng bất chợt ghê.
Nay có bạn gái ta tới chơi, hãy đàn hát một bài cho bạn gái ta vui lòng đó nha. Hoa Nô xin vâng lời chủ nhân. Giỏi lắm. Vậy nàng định hát bài gì tặng cho ta? Dạ, Hoa Nô xin hát bài Trăm Phần Trăm Tử Khúc. Bài này có lý. Được, bắt đầu hát đi. Bắt đầu đếm 1, 2, 3. Vô. Vô. Ủa, giọng ai lọt ra phía sau vậy? Bả dài. Ôi trời ơi, bà Nô hả? Quân Dương ơi. Quân Dương ơi, hay là Tửu Lan ơi? Thôi mà, để cho người ta hát mà. Hoa Nô, hát đi. Dạ. Honey ơi. Trời ơi. Tạm dịch là người yêu ơi đó. Ồ, vậy à. Bao ngày tháng anh say, anh nào có thua ai. Anh uống bia là hai cơn, anh uống cho quên đời. Còn bia hơi, anh uống năm ba bình. Anh không say, anh còn nốc vào rượu tây. Hai má ngầm cắt kè chơi luôn, uống ngay ngực uống qua tới đêm. Với anh xin sai là vinh quang. Anh uống trăm 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 phần trăm. Hay, hay lắm. Hoa Nô nói hay lắm. Thưởng cho Hoa Nô một chung. Anh ơi, uống nãy giờ nhiều quá, anh có sợ sai không? Em lo gì, anh bây giờ uống rượu đâu còn xi nhê nữa. Cũng như là uống nước lã thôi em à. Vậy à, hay quá hả, mời anh cạn chung. Được, ăn nhậu vạn tuế. Vô. Vô. Trời ơi, rồi giọng bà Nô lọt ra phía sau nữa. Ui da, ui da, sao tự nhiên đau bụng quá vậy ta? Dạ, xin chủ nhân hãy uống thêm chung rượu này cho khỏe lại. Được. Hả? Máu! Ta thổ huyết rồi sao? Có gì đâu mà hốt hoảng dữ. Cái này người ta gọi nhậu quá, xuất huyết bao tử. Hả? Nhậu quá, xuất huyết bao tử à? Dạ, đúng vậy. Trời ơi, tại sao ngươi biết mà không nói cho ta biết chứ? Chưa ơi, mà nói người ta đâu có tin. Chừng nào máu chảy thì người ta mới tin. Vậy ngoài ói máu ra còn nguy hiểm gì nữa không? Nói mau cho ông hiểu đi. Nói mau lên. Dạ cũng không có gì nguy hiểm lắm đâu. Nếu tính theo đô nhậu của chủ nhân thì nay mai gan sẽ phình lên thật to to thật to. Sợ gan đúng là sẽ bị không hề sai. Rồi đây mắt ai sẽ vàng, bụng thì to hẳn ra, còn chân sẽ teo rõ ràng. Xong rồi ra nghĩa trang. Nghe quá ôi mới khiếp sợ làm sao, ôi làm sao. Ta đây bao ngày đã nhậu lu bù luôn, giờ đây ói ra máu rồi, gan thì sờ cứng đờ. Rồi đây sẽ ra nhĩ tỳ, ai làm ơn cứu ta. Anh ơi sao chỉ ăn nhậu hùng anh bây giờ đâu. Ôi ra máu thì có bị ăn nhầm chi. Mình dân biết chơi sợ gì, bây giờ anh uống đi. Chừng anh chết đi nhiều vậy, nghe người ta mới về. Trời ơi, Hoa Nô ơi, vợ ơi, nếu anh chết em có tới thăm mộ của anh không? Dạ có chứ. Kìa, vị tự dung tân Nguyễn Long Thông chi mộ. Thôi, trời, tôi cần phải khóc thảm thiết vậy không? Nín đi. Có chứ. Mỗi ngày em sẽ ngồi quạt trên ngôi mộ của anh. Em ơi, em đúng là người vợ chung tình. Nhưng anh chết thì coi như hết.
em còn ra hoạt mộ làm chi cho khổ thân em. Em phải cố gắng thôi, bởi vì phận làm vợ quá chỉ được tay gia khi nào mồ khô mà rau. Ôi tội. Cái này bà quá nghe bà. Bà quá nghe. Ai biểu ông theo tôi? Chưa gì mà bà đã tính lấy chồng khác rồi ha. Đồ phản bội. Tôi mới chết mà bà đã bỏ tôi rồi sao? Chưa chết tôi còn bỏ chứ đừng nói chi là chết. Tại sao kỳ vậy? Gì đâu kỳ. Chồng gì tối ngày xa xỉn không làm ăn gì hết á. Có vợ như con ở vậy đó. Ở lại đang mai mốt mà nuôi bệnh chả hả? Không có đâu. Có đâu Vĩnh Biệt. Mình ơi. Mình không nghĩ tình chồng vợ sao? Tôi bệnh như vậy mình không lo chạy thang thuốc gì hết vậy mình ơi. Thôi được. Nghĩ tình chồng vợ, tôi sẽ cho ông một ân huệ cuối cùng. Thuốc nè. Thuốc gì vậy em? Rượu thuốc đó. Trời, rượu thuốc. Chết tôi rồi. Ê, anh ơi, khoan xỉu. Tỉnh lại đi. Em còn ở bên anh sao? Còn chứ, chưa lấy tiền bo đâu có đi được. Đâu rồi? Rồi, xong rồi đó, xỉu đi, bye bye. Trời ơi, thật là tàn nhẫn. Tại ăn nhậu mà ra nông nỗi này. Cứu tôi với, cứu, trời ơi, cứu tôi. Trời ơi, khủng khiếp quá, sợ quá bà ơi. Tôi cũng sợ quá ông ơi. Tôi không muốn đi ăn mày đâu ông ơi. Tôi không muốn. Tôi cũng không muốn chết đâu bà ơi. Ghê quá. Tôi không muốn đâu chị Tiên ơi. Sao? Bây giờ hai người có muốn thực hiện điều ước đó hay không? Dạ thôi. Em không dám nữa đâu chị Tiên ơi. Từ nay em sẽ bỏ cái thói chay lười làm biếng. Em sẽ lo nhà cửa tươm tất, lo cho chồng cho con đàng hoàng. Mình ơi. Anh đây nè. Biết bao sống trong sai lầm, giờ đây em quyết ăn năn để mình mến thương. Nhờ tiền em thấy ra bao điều, em phải chuyên cần, em phải lo làm ăn. Đừng nên buông thả như xưa, người ta chê cười gia đình. Trời ơi, vợ tôi biết sửa đổi rồi, mừng quá Tiên ơi. Như vậy là cô không cần điều ước nữa, có phải không? Dạ tôi không cần đâu chị Tiên ơi, em không cần đâu chị Tiên. Vậy còn ngươi có cần không? Dạ thôi, Tiên ơi, em đã hiểu rồi. Mình vì sai xưa, nên trước nay làm buồn vợ con. Đến hôm nay thì thôi cửa nhà nhìn tàn hoàng bốn bên tiêu tàn. Quyết tâm sao không còn chôn vùi thân trai, sẽ chân thành mà vì tương lai. Và ngày mai đây trong mái nhà rộn ràng yêu thương, mình cùng cho nhau ước mơ về mai sau. Sống cho nhau niềm tin sáng ngời, cùng hân hoan đắm xây cuộc đời, cùng hân hoan xóa đi lỗi lầm. Hay lắm, như vậy là hai người đã thật sự không cần ba điều ước của ta nữa. Dạ không cần. Như vậy ta đã nói rồi là ta rảnh lắm mà, các người không có tin. Thôi được rồi, ta chúc cho hai vợ chồng nhà ngươi vui vẻ, ta phải đi đây. Dạ khoan đã Tiên ơi, mời Tiên ở lại uống với tụi em một ly, mừng ngày em bỏ rượu nghe. Mới thề bỏ rượu mà. Tôi mời Tiên ở lại uống ly trà với bộ. Trời gạt em. Ờ vậy thì được. Thôi được rồi, cảm ơn các người, ta không có uống nước trà được đâu. Vậy chẳng ơi, Tiên dùng gì? Dạ Tiên dùng gì vậy? Tiên tưởng.